dùng thân mình đỡ em bé ngã từ tầng 5 khiến dân mạng thán phục. Sự việc xảy ra tại một khu chung cư ở thành phố Y Ninh, khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc, và được camera giám sát ghi lại được cho thấy Tonic Terganbek, 28 tuổi, vừa bước ra khỏi chiếc xe của mình thì kịp thời nhìn thấy một em bé đang đứng ở trên cửa sổ tầng 5 của căn chung cư và bị trượt chân ngã xuống dưới. Tonic đã không ngần ngại hướng lấy em bé bị ngã và dùng cả thân mình để đỡ em bé. Cú va chạm mạnh đã khiến Tonic bị ngã xuống sàn và nằm yên bất động trong giây lát. Trước khi có thể nhõm dậy và phát hiện thấy em bé mà mình vừa cứu vẫn còn sống. Những người có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng chạy đến để kiểm tra tình trạng của Tonic và em bé bị ngã, cả hai sau đó nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. May mắn em bé chỉ bị một vài vết bầm tím còn Tonic chỉ bị thương nhẹ ở đầu và hai tay nhưng không có chấn thương nào quá nghiêm trọng. Tôi vừa trở về nhà sau giờ làm việc và vừa đậu xe cạnh khu chung cư, Tonic chia sẻ với truyền thông địa phương, tôi vẫn đang ở trong xe và nghe thấy tiếng hét ở bên ngoài. Mọi người xung quanh đều nhìn lên và tôi phát hiện thấy một em bé đang treo lơ lửng ở cửa sổ tầng 5. Chỉ ít giây sau em bé bị ngã xuống, tôi đã không kịp nghĩ gì vào thời điểm đó, tôi chỉ chạy đến và bắt lấy em bé. Cú va chạm đã khiến tôi bất tỉnh và không biết chuyện gì xảy ra sau đó. Tonic cho biết thêm. Theo truyền thông địa phương thì em bé bị ngã năm nay mùng 2 tuổi, nặng gần 13 kg. Khi sự việc xảy ra em bé đang ở nhà một mình và đã trèo ra bên ngoài cửa sổ căn hộ gia đình mình đang sinh sống trên tầng 5 bị treo lơ lửng bên ngoài cửa sổ trong ít giây trước khi bị ngã xuống phía dưới. Các bác sĩ cho biết nếu không có hành động nghĩa hiệp của Tonic, em bé khó có thể sống sót sau khi bị ngã từ tầng 5 xuống nền bê tông bên dưới. Clip về hành động kịp thời và nghĩa hiệp của Tonic đã nhanh chóng gây sốt sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người đã ca ngợi Tonic như một siêu nhân ngoài đời thực. Anh chàng ấy là một người hùng thực sự, không quản ngại thân mình để cứu sống người khác, đó không phải là hành động của một người hùng hay sao? một cư dân mạng nhận xét thật là một hành động đáng ngưỡng mộ cha mẹ của em bé nên cảm ơn anh ấy vì đã cứu sống em bé, chí ít là nên trả tiền viện phí cho anh ấy một cách đầy đủ. một người dùng internet bình luận Tê Thủy